Xin chào các bạn. Theo như mình đã hứa thì hôm nay mình sẽ làm một video chuyên sâu về con kỳ đà Savanna của mình. Cũng giống như các loại kỳ đà khác thì loại này là loại ăn thịt, nên nó sẽ ăn tất cả những động vật mà vừa miệng nó. Trong video hôm nay mình sẽ cho nó ăn một con chim con. Chim này là bữa thằng em mình đi rừng nó bắn trúng nhiều chim lắm, nên mình xin lại nó còn nhỏ nhất để có thể làm video cho các bạn xem. Mới sáng sớm chắc nó còn ngủ trong cái đống cây đó. Để mình dụ nó ra thử coi. Kìa kìa, bắt đầu ra kìa. Nó đang dùng lưỡi để kiểm tra đồ ăn và không gian xung quanh nó nha. Nó còn ngại, chưa dám đến gần mình quá. Rồi rồi, chụp được miếng đồ ăn rồi kìa. Phần này hơi to, chắc cũng phải mất nhiều thời gian để nuốt. Cho nó ăn mọi kích thước cỡ đó thì cũng phải đợi một tuần nó mới tiêu hóa xong. Bình thường ít khi mình cho nó ăn mọi kích thước lớn gì đâu. Thường là mình sẽ cho nó nhiều miếng, nhiều con cá nhỏ nhỏ hoặc là nhiều trái tim gà hay tim vịt gì đó. Khẩu phần ăn tốt nhất cho nó vẫn là sâu dế, nói chung tất cả loại côn trùng. Tại vì nó sẽ chứa ít chất béo hơn là thịt. Sau con chim này mình sẽ cho nó ăn sâu và dế lại, vì phần ăn lớn của nó vẫn là côn trùng. Nhưng như là mình đã nói thì chắc cũng phải đợi một tuần nó mới tiêu hóa xong. Đó là về phần ăn. Còn bây giờ mình xin phép tư vấn thêm cho các bạn nhiệt độ nuôi và kích thước của chuồng. Về khí hậu thì thời tiết miền Nam mình nó rất là phù hợp với nó, tại vì nó cũng tương đương với bên châu Phi. Mình thì ở khu vực miền Tây nên khí hậu rất là ok. Còn bạn nào ở miền Bắc, miền Trung thì mùa đông thì phải coi chừng nó, nên để đèn UV hoặc là đem nó vô nhà luôn á. Và nhớ là con này tuyệt đối là cần nắng. Các bạn nuôi ngoài trời thì phải lấy cái bạt che một nửa chuồng và nửa kia thì để cho nắng vô. Tương đương giống như vậy nha. Còn về kích thước chuồng thì đương nhiên là cần phải to hơn cái kích thước tối đa của nó rồi. Loại này khi trưởng thành nó sẽ từ 90cm đến 1m2, nên chiều dài của chuồng sẽ rơi vào tầm 1m5. Còn nếu các bạn cho nó 2m thì quá tuyệt luôn. Để nó trong chuồng nhỏ quá thì nó sẽ lao vào cái góc cạnh của chuồng và nó chạy mỏ. Mà quên nữa, trong chuồng luôn cần một cái thao nước vừa kích thước người nó để nó có thể chui vô được. Nó sẽ vào đó tắm, uống nước và đi vệ sinh. Nên các bạn lưu ý cần phải thay nước mỗi ngày. Phần tư vấn cách nuôi sẽ kết thúc tại đây. Các bạn tiếp tục coi video nếu muốn thấy nó ăn mọi cho xong nha. Video ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn các bạn lần sau nha. Nhớ để lại một cái like và ấn nút đăng ký kênh mình nhé.